Một chiếc Kia Carnival đến từ Cao Bằng của một vị khách vô cùng đặc biệt và đã vượt 2.000 cây số để đến Pro Tour nâng cấp nội thất ghế limousine. Và đặc biệt như thế nào thì hẳn mời anh em cùng chiêm ngưỡng. Và điểm nhấn hút mắt trên chiếc Kia Carnival này đó chính là cặp ghế Crystal 4.0 phiên bản Pro. Và khác với những phiên bản khác của Pro Tour đã nâng cấp thì ở phiên bản này các chi tiết mạ chrome sáng bóng thì được thay thế bằng chi tiết ốp gỗ vô cùng sang trọng và mang theo phong thái chủ tịch. Ngoài ra thì chiếc ghế Crystal 4.0 phiên bản Pro này nó còn có rất nhiều tính năng khác như là chỉnh điện 8 hướng, quạt gió, massage, sưởi ấm vân vân. Và đặc biệt nhất đó chính là tính năng điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt. Bây giờ Hằng sẽ test thử tính năng này cho anh em xem nhé. Hồng Y ơi. Em đây. Ghế đi lên. Ghế đi lên. Ghế đi xuống. Ghế đi xuống. Ngoài điều khiển ghế bằng giọng nói thì chúng ta còn điều khiển ghế bằng hai cách. Thứ nhất là phím cơ. Ở trên tay ghế là sẽ có phím cơ để chúng ta có thể tùy chỉnh điều khiển ở đây ha. Và thứ hai đó là chúng ta sẽ điều khiển trên màn hình cảm ứng. Chúng ta chỉ việc nhấn nút. Trên màn hình cảm ứng này sẽ có đầy đủ các chế độ chỉnh điện 8 hướng để chúng ta có thể điều chỉnh thoải mái. Và bật mí cho anh em một chế độ rất là nhiều chủ xe yêu thích, đó chính là chế độ không trọng lực. Chúng ta có thể điều khiển chế độ không trọng lực trên màn hình cảm ứng hoặc là có thể điều khiển bằng giọng nói. Và chế độ này rất là phù hợp với những anh chủ xe nào mà thường hay đi công tác xa nhà. Và ở mẫu ghế 4.0 phiên bản Pro này thì với form ghế vô cùng bề thế và sang trọng. Và đặc biệt là ở phần gối đầu này mọi người có thể thấy nó sẽ ôm trọn phần cổ vai gáy, có thể nâng lên hạ xuống tùy theo ý thích. Và để đi ra băng ba phía sau thì chúng ta sẽ tiến ghế lên phía trước. Một ghế chúng ta sẽ tiến lên hết cỡ, còn ghế còn lại chúng ta sẽ tiến khoảng độ 70%, sẽ có khoảng cách đi khoảng 20cm để chúng ta đi ra phía sau. Bây giờ sẽ đi ra phía sau cho anh em xem nhé. Và ở đây em có thể thấy nè, lối đi ra băng ba phía sau rất là rộng rãi và thoải mái cho anh em đi ra phía sau. Và đây chính là sofa bed 4.0 lưng liền. Và ở 4.0 lưng liền chúng ta sẽ điều khiển được 4 hướng nè: tiến, lùi, nâng và ngả. Và đặc biệt có thể ngả thành giường 180 độ. Và thêm một phụ kiện không thể thiếu dành cho những em hay phải đi công tác xa nhà, đó chính là một bàn làm việc chỉnh điện. Chỉ cần việc một nút nhấn là chúng ta sẽ có một bàn làm việc hiện ra. Và bàn làm việc này chúng ta có thể để laptop này hoặc có thể để nơi ăn uống. Có một ly đựng nước ở đây và có sạc không dây, vô cùng tiện lợi. Và ngoài ra thì phía trước mặt sau khi mà làm việc mệt mỏi rồi đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có một cái màn hình giải trí với 24 inch và có đầy đủ các chức năng giải trí, nghe nhạc, xem phim, lướt web rất là tiện lợi ở đây. Kết hợp thêm một sàn gỗ vừa sang vừa sạch lại vô cùng chắc chắn. Và phần khoang lái phía trước mọi người thấy không ạ? Phần cặp ghế tài phụ đã được bọc da và tạo theo kiểu dáng limousine, với da ở đây là da Nappa vô cùng mềm mại và êm ái. Phần táp lô trên, táp lô dưới và táp bi thì được bọc lại toàn bộ bằng da. Và phần táp bi sẽ điểm xuyết là những họa tiết dập lỗ kim cương vô cùng hút mắt. Ngoài ra các vị trí là táp lô, thân con ngựa và táp bi cũng được điểm nhấn những chi tiết ốp gỗ cực kỳ sang trọng. Và một hạng mục nâng cấp không thể thiếu đó chính là phần trần sẽ được bọc lại toàn bộ da Nappa dập lỗ kết hợp với trần ánh sao vô cùng lung linh và huyền ảo. Điểm cộng cho chiếc Kia Carnival phần ngoại thất đó chính là mặt ca lăng trên dưới vô cùng hút mắt và siêu ngầu. Kết hợp thêm một bệ bước chỉnh điện có đèn vô cùng cứng cáp và chắc chắn. Anh em thấy các hạng mục nâng cấp limousine cho chiếc Kia Carnival này như thế nào? Có thể bình luận ngay dưới video này hoặc có thể inbox trực tiếp cho Pro Tour để được tư vấn và báo giá chi tiết.